Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung. Tính lễ nghĩa liêm sĩ câu chuyện về đàn Trương Lý Thị xin ăn nuôi mẹ chồng. Đời nhà Đường có nàng tên Trương Lý Thị, còn gọi là Hóa Bà. Lúc tuổi còn trẻ, chồng đã qua đời. Nàng mỗi ngày nhiều người mẹ chồng bị bù đi xin ăn. Trải qua bao gian khổ phụng dưỡng chồng, mẹ chồng qua đời rồi, Trương Lý Thị xuất gia làm ni. Nương tử, ta bệnh mấy ngày qua làm khổ cho nàng quá. Tướng công, chỉ cần chàng ở bên thiếp không sợ gì hết. Không sợ gì cả. Nhưng mà ta e rằng không thể cùng nàng bầu bạn lâu được. Tướng công. Nương tử, bệnh của ta biết. Tướng công. Nương tử, nàng hãy hứa với ta một việc. Tướng công, thiếp đồng ý. Nếu ta đi rồi, nàng hãy thay ta chăm sóc mẹ, được không? Tướng công, sao chàng lại nói những lời này? Chàng sẽ không sao đâu. Không đâu. Nương tử, đừng đau lòng. Ai cũng có ngày này mà. Nương tử, nàng hứa với ta được không? Thiếp hứa, thiếp đồng ý. Thiếp sẽ hết lòng hiếu kính mẹ. Thương công, chàng hãy yên tâm. Sao hôm nay lại ăn cháo vậy? Thế này có thể ăn no không? Thưa mẹ, nhà sắp hết gạo, chỉ đủ vài bữa cháo thôi à. Hay đứa con trai khổ mệt của mẹ, sao con ra đi sớm vậy? Con để mẹ ở lại không lo, mẹ làm sao sống đây? Mẹ, mẹ ăn một ít đi. Người mất rồi không sống lại được, sức khỏe là quan trọng. Nói sao mà nghe dễ dàng như vậy? Ôi đứa con trai tội nghiệp của ta. Mẹ, mở cửa, nhanh lên mở cửa. Mẹ, con đi xem thử. Mở cửa nhanh lên. Các ông là? Bọn ta đến đòi nợ Trương Lý Thị. Tiền của cô thiếu nên trả đi thôi. Chú lão gia, ông xem có thể cho khất vài ngày được không? Không được. Lần trước niệm tình chồng cô chết mù chưa sanh cỏ, đã cho khất 2 tháng rồi. Bây giờ kỳ hạn đã đến, hãy mau trả tiền đi. Chú lão gia, ông xem trong nhà thứ gì có thể bán đều đã bán cả rồi. Thật tình không biết lấy đâu ra tiền để trả lại cho ông. Điều này ta không quan tâm. Cho cô thêm 2 ngày nữa. Trong vòng 2 ngày nếu như không có tiền đưa, lão gia sẽ tịch thu căn nhà. Chúng ta đi. Cái gì? Ngươi đã đem cầm căn nhà rồi ư? Mẹ, con cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Việc lớn như vậy mà ngươi không thương lượng với ta, tự ý quyết định. Ngươi là đứa con phá của Trường già, tại sao lại lấy về một người con dâu như thế chứ? Mẹ, mẹ đừng nổi giận. Bệnh của tướng công lâu ngày không khỏi, trong nhà cũng không còn thứ gì đáng giá, nên con đành đem khế ước căn nhà đi cầm vay một ít bạc, vốn nghĩ bệnh tình của tướng công sẽ khỏi, có thể kiếm tiền từ từ chuộc lại. Nào ngờ ngươi không lo được, để bà mẹ chồng như ta ngày nay ngay cả nhà cũng không có mà ở. Mẹ, con thiệt không có ý đó à.
Dù sao đi nữa tao cũng không thể giao cái nhà này được. Đây là nhà của ta, không ai có thể đuổi ta ra khỏi nhà được. Thưa mẹ, để con nghĩ cách à. Đây là tạo ra tội gì vậy? Mẹ, chúng ta đi thôi. Đây đã không còn là nhà của chúng ta nữa rồi. Đều là do ngươi. Nếu không vì ngươi đem nhà đi cầm thì bà mẹ chồng này đã không phải bị có nhà mà không thể về được. Mẹ, là con đã sai. Nếu mẹ tức giận thì hãy đánh con một trận đi ạ. Mẹ, mẹ, mẹ bỏ đi đâu vậy? Không cần ngươi lo. Mẹ, coi chừng. Mẹ. Mẹ, nhìn xem phía trước có ngôi miếu. Mẹ, chúng ta hãy ở lại đây. Có thể vừa tránh gió vừa tránh mưa. Con trai ơi, con trai đáng thương của mẹ. Mưa lớn như vậy sẽ không làm con ướt chứ. Con ơi, mẹ. Trời hôm nay vì sao vẫn chưa sáng vậy? Mẹ à, trời đã sáng bạch rồi ạ. À. Hả? Mắt của ta. Mẹ. Ôi, mắt của tôi. Mắt của tôi mù rồi. Mẹ ơi, mẹ. Không cần kêu lớn như vậy đâu. Mắt của ta đã mù nhưng tai ta không biết. Mẹ, mẹ nhìn xem. Hôm nay con lại nhận được rất nhiều công việc thiêu thùa. Ta không nhìn thấy. Mẹ, đợi sau khi con làm xong những món hàng thiêu này, sẽ có tiền đưa mẹ đi khám mắt. Ta không có phúc như thế đâu. Mẹ, mẹ đói chưa ạ? Để con làm cơm cho mẹ. Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Cho dù ta đói chết cũng không cần ngươi nuôi đâu. Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy? Đi xin ăn. Mẹ, sao mẹ lại khổ như vậy? Đừng đi theo ta nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Tước công, chàng nhìn xem, hạt giống của hoa bồ công anh có thể theo gió bay đi đấy. Đúng vậy, bồ công anh bất luận bị thổi đi đến đi đâu đều có thể rón gió nở hoa. Chỉ cần có đất là có thể rơi xuống mọc rễ. Ồ, cô nương xinh đẹp như thế này, vì sao lại ngồi cạnh một lão ăn mày vậy? Mau đứng lên đi. Đừng động vào tôi. Tôi là ăn xin. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bà già, đây là con gái của bà sao? Tặng bà 10 lạng bạc, bà nhận đi. Con gái của bà thuộc về ta, bà yên tâm đi, ta sẽ không xử tệ với nó đâu. Cầm lại bạc của ông đi. Hả? Cầm lại bạc của ông đi. Ồ, bà già ăn xin này không biết nhận lòng tốt gì cả. Cô nương à, mấy tấm vải lụa này cô hãy lấy may quần áo đi. Quần áo của cô xem ra đã cũ rách rồi, không tương xứng với dáng vẻ của cô đâu. Cảm ơn công tử. Tiểu nữ bất tài không dám hưởng lộc. Công tử hãy đem tặng người khác đi. Người ăn xin này thật có cốt cách. Đúng vậy chứ còn gì nữa. Thật là hiếm có, hiếm có. Ông chẳng qua là nhất thời tham luyến nhan sắc của tôi. Tôi thà nguyện theo mẹ chồng đi xin ăn chết đói chứ không lấy tiền ông đâu.
Cảm ơn lòng tốt. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi. Trương công tử, ngài xem nơi này không có chỗ để cho các ngài ngồi. Trương công tử, mấy ngày này thiệt thòi cho ngài quá. Nếu không thì mẹ con tôi đã... Đừng đau lòng nữa, vừa rồi đại phu chẳng phải đã nói rồi sao? Mắt của bà cụ mặc dù nhất thời chưa có cách điều trị, nhưng sức khỏe không bị sao. Sau này không được xin ăn qua ngày ở trên đường nữa. Nhưng mà chúng tôi... Điều này không lo. Nàng hãy cầm lấy ít bạc này mua thức ăn cho bà cụ đi. Cái này không được. Có gì không được chứ? Nàng và ta đều tình cờ gặp mặt, cũng xem như có duyên rồi. Huống hồ nhà chồng của nàng có cùng họ Trương với ta. Một nét bút đâu có thể nào viết ra hai chữ Trương được chứ. Cái này... Nàng đừng từ chối nữa. Ai cũng có lúc nguy nan mà. Hôm nay thời giờ không còn sớm nữa, ta xin cáo từ trước. Ngày khác sẽ đến thăm bá mẫu. Cảm ơn Trương công tử. Mẹ, mẹ đã đỡ chút nào chưa? Ừ, khỏe nhiều rồi. Thưa mẹ, vừa rồi vị Trương công tử đó lại đến thăm mẹ, còn để lại một ít thức ăn và ngân lượng. Ờ, trên đời vẫn còn có người tốt vậy sao? Làm sao báo đáp người ta đây? Mẹ, chỉ cần mẹ khỏe, sau này con sẽ thiêu thùa kiếm tiền trả lại cho ông ấy. Ờ. Dạ, bá mẫu, con xin cáo từ. Ồ, công tử nước còn chưa kịp uống mà. Bá mẫu không cần khách sáo à? Con dâu, hãy mau đi tiễn khách. Dạ, thưa mẹ. Trương Lý Thị. Trương công tử, có điều gì cứ nói đừng ngại. Tôi muốn đưa hai người đến nhà tôi ở. Dọn đến nhà ông à? Vậy làm sao được? Lão gia nhà tôi muốn lấy con làm vợ đó. Người vợ trước của ta mắc bệnh, sớm đã qua đời rồi. Sau đó ta vẫn chưa tục quyền. Nếu như nàng nhận lời lấy ta, ta bằng lòng đưa Kiều Hoa đến chính thức cưới nàng. Không, ngày nay tôi và mẹ chồng nương tựa nhau mà sống, làm sao có thể lấy ngài mà bỏ rơi mẹ được. Điều này không cần lo lắng. Nếu nàng lấy ta, sau này ta nhất định sẽ đối đãi như mẹ ruột vậy, sẽ hầu hạ bá mẫu. Lão gia, cô ta đem bà già mù để về thì thật là phiền phức đó. Im miệng, không được vô lễ. Tôi sẽ không tái giá đâu. À, thế này đi, nàng không cần cự tuyệt nhanh như vậy. Hãy đi thương lượng với bá mẫu đi đã. Ta đợi câu trả lời của nàng. Tại sao đi lâu như vậy chứ? Mẹ, Trương công tử, ông ấy sao? Trương công tử nói muốn lấy con. Lấy ngươi? Ta tự hỏi sao ông ta lại tốt như vậy chứ. Thì ra ông ta đã tính đến nước cờ này. Mẹ, ông ta không xấu như vậy đâu. Ông ta cũng muốn rước mẹ về cùng sống, chăm sóc mẹ thật tốt. Ta không dám hưởng cái phước này đâu. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con trước giờ chưa từng muốn tái giá. Ngươi đi đi. Từ đây trở về sau ngươi không còn là dâu của nhà họ Trương nữa. Mẹ, sao mẹ lại đuổi con đi? Con đã phạm phải tội tình gì? Con của ta đã chết rồi, ngươi còn ở lại đây làm gì? Hay là muốn người khác nói ngươi trinh tiết hiếu thượng hả? Hừm, ta cũng không muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa. Mẹ, xin đừng đuổi con đi. Đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ngươi là đứa con dâu giả nhân giả nghĩa. Mẹ, con không có. Đừng nói nữa, ngươi cút đi cho ta. Mẹ, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi thì ta đi. Được, mẹ, con đi. Mẹ, con đi rồi. Mẹ phải bảo trọng. Đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ngươi là đứa con dâu giả nhân giả nghĩa. Mẹ, con không có. Đừng nói nữa, ngươi cút đi cho ta. Mẹ, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi thì ta đi. Được, mẹ, con đi. Ông trời ơi, nói cho tôi biết tại sao lại như vậy. Mẹ,
Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây. Con đừng khóc nữa. Con mà khóc mẹ sẽ mặc kệ con đó. Đi đi đi. Đứa con này tại sao không chịu nghe lời vậy? Khóc đi khóc đi. Lần này là mẹ đi thật cho biết. Mẹ ơi, con sai rồi. Lần sau con sẽ không làm mẹ tức giận nữa. Trên đời này không có ai bằng cha mẹ. Bất kể thế nào, mẹ vẫn là mẹ. Mình phải quay lại. Đợi đã. Là ngài. Ta đang định đi tìm nàng. Đây là sính lễ mà lão gia nhà tôi chuẩn bị cho cô. 500 lạng bạc. Sính lễ? Đúng vậy. Là chuyện lần trước ta đã nói với nàng. Nàng đã nghĩ xong chưa? Đây là sính lễ ta gửi nàng. Tôi không thể nhận được. Vì sao vậy? Tôi thật lòng đối với nàng mà. Trương công tử, lòng tốt của công tử tôi xin ghi nhận. Nhưng tôi chỉ muốn hầu hạ mẹ chồng qua ngày tận bổn phận dâu con. Hy vọng sau này ông đừng đến nữa. Cũng xin tôn trọng cho. Hả? Nàng quả thật quyết định như vậy sao? Ý tôi đã quyết. Nàng. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi đâu mất rồi? Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Đều là do con. Không nên để mẹ ở lại một mình. Nếu mẹ đi lạc mất, làm sao con ăn nói với chồng con trên trời đây? Nhưng mà mẹ đã đi đâu kìa chứ? Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ, làm cách nào đi đến đây được vậy? Mẹ. Tướng công, chàng nói thiếp phải làm sao đây? Làm sao đây? Mẹ, đi mau, mưa rồi. Bỏ ta xuống. Ngươi mau bỏ ta xuống, ta không muốn sống nữa. Ngươi bỏ ta xuống, bỏ xuống. Phong xa. Cơm đi. Mẹ, mẹ ăn một miếng đi. Ta không ăn đâu. Ta không muốn ăn. Mẹ, nếu như có thể làm mẹ bớt giận, có đánh con thế nào cũng được. Nhưng con xin mẹ hãy ăn một miếng đi. Ta không cần ngươi lo cho ta. Ngươi cút đi. Ngươi cút đi. Cút đi. Con ơi, sao con ngốc như vậy? Mẹ sợ con không nỡ bỏ rơi mẹ. Mẹ không muốn liên lụy đến con. Mẹ hy vọng con có thể lấy được một người tốt. Mẹ, con được gả vào nhà họ Trương, là người có họ Trương rồi. Mẹ là mẹ của con. Con có lý nào có thể bỏ rơi mẹ được chứ? Trong lòng con chỉ có một mình tướng công, thật không thể lấy người khác nữa. Con ngoan của ta. Mẹ. Một cô gái xin ăn nuôi bà mẹ chồng bù lòa vốn không dễ dàng gì. Điều đặc biệt hiếm có chính là bản thân có nhan sắc. Gặp phải cám dỗ dù hoặc nhiều như vậy mà có thể tự mình kiềm chế, toàn tâm nuôi dưỡng mẹ chồng cho đến lúc qua đời. Điều này càng khiến người đời khâm phục. Trong các điều thiện, hiếu làm đầu. Sau này Trương Lý Thị sống đến 88 tuổi, không bệnh mà qua đời. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang.
phát tâm cúng dường, do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.